Chất lượng tín hiệu của những hình ảnh vừa rồi quý vị và các bạn cũng có thể thấy là chưa hẳn là được như mong muốn, nhưng phải nói đây là những cố gắng hết mức của các phóng viên của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam và các phóng viên Đài Truyền hình Đà Nẵng đã quay lại những hình ảnh đó qua TV để chuyển tới quý vị và các bạn. Còn tại tỉnh Quảng Ngãi, mực nước lúc này vẫn đang lên cao và mặc dù đã cố gắng hết mức nhưng mà chúng tôi vẫn chưa thể nào có được những hình ảnh của tỉnh Quảng Ngãi. Và để giúp quý vị và các bạn kịp thời nắm ngay được tình hình của Quảng Ngãi, chúng tôi đã nối điện thoại với ông Trần Lê Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thưa ông Trần Lê Dung, trước hết xin ông cho biết ngay là tình hình mưa lũ hiện nay ở Quảng Ngãi ra sao ạ? Mức nước đã lên cao lắm chưa ạ? Vâng, xin chào anh. Hiện nay thì nước tại Quảng Ngãi vẫn đang rất cao. Kể từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 6 hôm nay thì toàn tỉnh là mưa to và rất to, đặc biệt là ngày 4 và ngày 5 tháng 11. Tổng lượng mưa trong tháng ngày vừa rồi thì ở miền núi cao nhất là 1.100 ly và ở đồng bằng là khoảng 650 ly. Mực nước chỉ dao động liên tục trên báo động 3 và đặc biệt là ngày 5 tháng 11 vừa rồi thì đỉnh lũ xuất hiện tại cầu Trà Khúc cao nhất là 78, tức là trên báo động 3 là 21, là đợt lũ phải nói là tương đương bằng lũ năm 98 và lớn nhất từ 10 năm nay. Thì toàn tỉnh đều bị ngập lụt và đường số 1 nhiều đoạn là nước vượt qua trên 1 mét. Thị xã Quảng Ngãi tuy rằng nhờ đê bao ngăn được lũ nhưng mà cầu Trà Khúc vẫn tràn vào phía đường Tránh Đông và nơi sâu nhất của thị xã Quảng Ngãi tại ngã tư là gần 1 mét và hiện nay là nước rút rất chậm. Dạ vâng, thưa ông, thế thì trong cái tình hình như vậy thì cái tổn thất thiệt hại liệu chúng ta đã có thể là tính toán được chưa, và cái công tác cứu hộ hiện nay có diễn ra đúng với tốc độ như các ông mong muốn không? Và thưa anh là hiện nay thì mới tính sơ bộ chứ chưa tính liên lạc hết toàn tỉnh, thì như vậy toàn tỉnh là có 21 người chết và 5 người mất tích chưa tìm được xác, thì cũng coi như là những người đã mất, tổng cộng là 26 người và bị thương nặng là 6 người. Đặc biệt là có một cái vụ lở tại Sơn Tây, lở núi rất là thương tâm, như vậy là 4 người bị thương nặng và 12 người chết. Và hiện nay là 4 người bị thương nặng thì tại huyện Sơn Tây do có điều kiện cấp cứu rất là khó khăn cho nên là sẽ không qua khỏi, cho nên chúng tôi đã liên lạc với Bộ Tư lệnh Quân khu Nam và Lữ đoàn máy bay không quân, thì hiện nay máy bay đưa lên Sơn Tây và nếu đưa được 4 người bị thương nặng chiều nay về bệnh viện Quảng Ngãi thì khả năng là cấp cứu được. Ngoài số người chết thì như vậy là trên 1 vạn ngôi nhà bị ngập, đặc biệt là những cái số dân ở ven sông ven biển và tại huyện Sơn Tây là do cái sạt lở núi cho nên phải di chuyển khoảng 400 hộ và trên 2.000 dân, và như vậy là 2.000 dân hiện nay là có lẽ đương rất khó khăn về về đời sống và chỗ ở. Đặc biệt là huyện Sơn Tây và một số cái xã các cái huyện miền núi thì 10 ngày nay là không liên lạc được do tình trạng lở núi và nước ngập sâu các cầu cống trên 2 mét, cho nên là không liên lạc được bằng giao thông đường bộ, chỉ liên lạc bằng điện thoại. Và chúng tôi hiện nay là đương tổ chức một cái đoàn cấp cứu cho những cái xã của huyện Sơn Tây do các đồng chí lãnh đạo của Sở Nông nghiệp, Sở Lao động Thương binh Xã hội và các cái ngành cùng với cơ quan quân sự và công an bằng đường thủy, rồi bằng cano và bằng phải dùng bộ đội để mà cõng và tìm mọi cách để đưa lương thực thực phẩm cấp cứu cho những đồng bào những cái vùng khó khăn này. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Trần Lê Dung, và chúng tôi cũng sẽ cố gắng bằng mọi cách cùng với các phóng viên của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi, các phóng viên truyền hình Đà Nẵng để làm sao có được nhanh nhất những hình ảnh của Quảng Ngãi để truyền tới khán giả cả nước. Xin cảm ơn ông Trần Lê Dung. Thưa quý vị và các bạn, tiến độ khôi phục lại giao thông trên đường quốc lộ 1 ở đoạn qua đèo Hải Vân có chiều hướng khả quan như chúng tôi đã thông báo nhiều lần trong các bản tin thời sự trước đây, là do mưa lũ đã làm lở núi và lấp cả đường đi. Hiện nay thì thời tiết tốt và do có lực lượng chi viện tối đa cho nên cứ mỗi giờ qua thì các công nhân giao thông lại nhích thêm được từng bước trong việc phá đá mở đường. Các phóng viên Đài Truyền hình Đà Nẵng bám sát tiến độ mở đường đã gửi về cho chúng tôi những hình ảnh đầu tiên. Đèo Hải Vân là tuyến đường bộ duy nhất từ Đà Nẵng ra Huế và cũng là tuyến đường quốc lộ 1A bị sạt lở nghiêm trọng nhất, nơi có độ sạt lở sâu nhất là 30 mét. Và đoạn đường lở khó khắc phục nhất nằm ở km số 902 cộng 600. Hai đoạn đường cắt đường rộng 50 mét, sâu 20 mét. Hình ảnh mà các bạn đang xem chúng tôi ghi được vào sáng nay khi các lực lượng của ngành giao thông đang cố gắng lau dầm để có thể thông đường tạm thời cho các loại xe vận tải nhẹ. Hiện nay thì lực lượng của giao thông thì chúng tôi đã huy động là lực lượng của tổng công ty xây dựng công trình 5 và lực lượng của khu quản lý đường bộ 5. Với lực lượng hiện tại, với công địa hiện tại thì chúng tôi có thể đảm bảo được.
Ước tính khối lượng sạt lở toàn tuyến Hải Vân Nam lên đến 7.500 mét khối. Thế nhưng theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, lực lượng thi công của khu quản lý đường bộ 5 phải đảm nhận luôn phần việc của các điểm sạt lở trên tuyến đường Bắc Hải Vân. Do địa hình đèo dốc tương đối phức tạp nên có đoạn phải tiến hành phá đá, kè dọ để xe đi qua. Quyết tâm của Bộ Giao thông Vận tải đưa ra là bằng mọi giá phải thông tuyến trong ngày 7 tháng 11 để kịp thời cứu trợ cho Thừa Thiên Huế bằng đường bộ. Bây giờ cái tổng thiệt hại thì chúng tôi chưa thống kê được, nhưng mà đây là một thiệt hại rất lớn mà chưa từng có hàng mấy chục năm nay đối với ngành giao thông vận tải, đặc biệt là đối với đoạn mà từ Nam Huế vào đến Nam đèo Hải Vân, tức là khu vực Tám Đàn này, mà nặng nhất là khu vực đèo Hải Vân. Chúng tôi đang cố gắng ngày nay, ngày mai để có chuyến xe tải nhẹ đưa hàng từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên Huế, mà đồng bào ngoài đó đang mong đợi, mà trách nhiệm chúng tôi là tập trung đội cả mưa cũng làm, gió bão chúng tôi cũng làm bằng được cho xong rồi thôi. Đây là tình cảm và trách nhiệm của ngành giao thông vận tải. Cho đến nay, với nhiều điểm sạt lở mới xuất hiện, Bộ Giao thông Vận tải chưa thể ước tính một cách chính xác tổng thiệt hại của toàn tuyến đường quốc lộ 1 trên đèo Hải Vân. Nhưng theo đánh giá của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, đây là một tổn thất nặng nề nhất chưa từng có đối với giao thông đường bộ. Vì vậy, ngoài việc nỗ lực để thông xe và sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông, thì Bộ đang tìm giải pháp để tiến hành khởi công nhanh nhất tuyến đường hầm mà dự án hành lang Đông Tây đã đề ra. Không phải chỉ có các tuyến đường bộ ở đoạn qua đèo Hải Vân đang gặp khó khăn, mà cả tuyến đường sắt cũng trên đèo Hải Vân cũng chưa thể nào thiết lập lại được. Và theo như thông tin chúng tôi mới nhận được thì hiện nay có 315 hành khách vẫn bị kẹt từ mấy hôm nay tại ga Thừa Lưu nằm trên đèo Hải Vân, và hôm nay thì trên tàu đã hết thức ăn. Chúng tôi đã nối được điện thoại với ông Bùi Tấn Phương, Tổng Giám đốc Liên hợp Xí nghiệp Đường sắt khu vực 2 đang có mặt tại chỗ để chỉ đạo công tác khắc phục. Thưa ông Bùi Tấn Phương, trước hết xin ông cho biết là ngành đường sắt hiện giờ đã tổ chức tiếp viện về thức ăn cũng như về các cái thứ cần thiết khác cho các hành khách đang bị kẹt ở ga Thừa Lưu như thế nào ạ? Báo cáo anh như này, tình hình là về hiện nay ở cái khu vực miền Trung này ấy, thì hiện nay là cái chỗ khu vực là Lăng Cô đến Huế là coi như bị tắc toàn bộ vấn đề giao thông, cả đường bộ và đường sắt. Nay chúng tôi tại Đà Nẵng có cái xí nghiệp chế biến thức ăn tư chế biến sẵn của chúng tôi ngày hôm kia chúng tôi đưa 2.400 suất thức ăn tư chế biến sẵn ra ngoài đó cho 315 hành khách ở đây rồi nè. Và đến ngày chiều hôm nay là bắt đầu là cái khối lượng là thức ăn là đã hết, và chúng tôi đã huy động cái lực lượng ra đi vào trong dân đã mua gạo và coi như nấu thức ăn để phục vụ cho hành khách bị kẹt 315 người, coi như tương đối là khả quan chứ không có gì khó khăn nữa nè. Dạ vâng, thưa ông Bùi Tấn Phương, chúng tôi cũng được biết là không phải chỉ có ga Thừa Lưu ở trên đèo Hải Vân bị tắc, mà tình hình ở tại Đồng Hới, Quảng Bình tàu cũng đã bị kẹt từ mấy hôm nay với rất nhiều hành khách ở đó. Xin ông cho biết là hiện giờ ngành đường sắt, mà cụ thể là Liên hợp Xí nghiệp Đường sắt khu vực 2 đang có những giải pháp gì để mà giải tỏa đường sắt sớm nhất có thể được ạ? Về riêng cái hành khách mà bị kẹt ở trên cái khu vực 2 á nè, từ chỗ Đông Hà ra là chúng tôi nay có cái giải pháp là giải pháp xấu nhất là chúng tôi đã đưa hành khách quay về lại hai đầu xuất phát, và ở Diêu Kỳ chúng tôi cũng quay khách về ra Sài Gòn rồi. Và cái số hành khách đó, nói chung là trong quá trình đi và về là coi như an toàn tuyệt đối này, không có vấn đề gì. Còn cái vấn đề giải pháp chúng tôi đang khôi phục ở trong này, trong chỗ khu vực ngày mai á. Báo cáo anh là hiện nay tình hình là cái lũ lụt này nó gây thiệt hại cho cái miền Trung quá lớn, mà trong nó có đường sắt trong nói riêng. Về toàn bộ cái khu vực Thừa Thiên Huế chúng tôi là 11 cái khu dân đã bị nước ngập và trôi. Hiện nay chúng tôi đang khôi phục. Những cái chỗ nào chúng tôi khôi phục được là chúng tôi khôi phục ngay. Và hiện nay là chúng tôi đã khôi phục từ Đông Hà vào đến Phò Trạch rồi. Và chiều hôm nay chúng tôi tiếp tục chờ nước rút thêm một tí nữa là chúng tôi khôi phục từ Phò Trạch vào đến Huế. Và phía trong ấy, thì chúng tôi đang khôi phục, chúng tôi xác định cái huyết mạch phía trong nó cần phải khắc phục giao thông sớm nhất là cái cầu Bầu Tai mà năm ngoái nó đã trôi rồi, năm nay tiếp tục nó trôi cái mùa phía Bắc. Và chúng tôi đang, hiện giờ chúng tôi đang ở hiện trường tại cầu Bầu Tai để chúng tôi khắc phục, và chúng tôi đang dốc toàn bộ lực lượng của công nhân cán bộ của ngành đường sắt ở khu vực Liên Hiệp 2 chúng tôi chỉ đạo để làm. Thì riêng cái huyết mạch mà từ phía Nam đèo Hải Vân á,
phía nam đèo Hải Vân ấy, chúng tôi cố gắng và dốc tất cả những cái sức và lực của chúng tôi ấy. Chúng tôi dự kiến khoảng là 18 giờ ngày mai là chúng tôi khôi phục xong từ nam đèo Hải Vân. Anh ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Bùi Tấn Phương về những thông tin đầu tiên này. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình khắc phục và khôi phục lại giao thông trên các tuyến đèo Hải Vân, cả đường bộ, đường sắt. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi cũng xin trích đọc thông báo mới nhất của Cục Đường bộ Việt Nam về tình hình ách tắc giao thông trên quốc lộ 1 do mưa lớn gây ra. Hiện nay do mưa lũ, đoạn đường quốc lộ 1 từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng qua đèo Hải Vân đã bị hư hỏng nặng. Do đó yêu cầu các loại xe cơ giới, đặc biệt là xe chở hàng nặng, tạm thời không đi vào đoạn đường trên. Hết lời trích dẫn. Ngày hôm qua trong các chương trình thời sự thì chúng tôi đã đưa được những hình ảnh đầu tiên về các lực lượng hải quân của Bộ Quốc phòng tham gia ứng cứu miền Trung. Đơn vị hải quân vùng 3 tại thành phố Đà Nẵng hiện nay cũng đang tung lực lượng của mình kèm theo tàu bè, phao cứu sinh, lương thực và thuốc men đi các tỉnh miền Trung. Phải nói là khả năng thiện nghệ về sông nước cũng như là sự đầy đủ về trang thiết bị chính là những thế mạnh của lực lượng hải quân trong hoàn cảnh lũ lụt như thế này. Để kịp thời ứng cứu các vùng ven biển bị mưa lũ, vùng 3 Hải quân đã cử 5 tàu hành quân ra cửa biển Thuận An, Thừa Thiên Huế, đồng thời điều động 4 xuồng máy, 4 xe tải, 1 xe cầu, 1 xe con và hơn 250 cán bộ chiến sĩ đến các vùng trọng điểm bão lụt để giúp dân. Sau 3 ngày, đã cứu hộ di rời 120 gia đình với trên 370 người đến vị trí an toàn. Ngoài ra, vùng 3 còn huy động hàng chục chuyến cano chuyên chở thuốc men, lương thực, quần áo, tiếp tế cho bà con ở Đà Nẵng. Ngay sáng ngày 5 tháng 11 năm 99, toàn vùng phát động quyên góp được gần 14 triệu đồng và nhiều quần áo, thuốc men cùng các dụng cụ y tế khác cứu trợ cho đồng bào các tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, tất cả cán bộ chiến sĩ đều tình nguyện quyên góp một ngày lương để ủng hộ đồng bào vùng bị nạn. Vùng cũng đã huy động một lực lượng gần 300 cán bộ chiến sĩ sẵn sàng đi cứu ứng giúp đỡ nhân dân khi có lệnh. Xin được trở lại với tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi mà cứ mỗi lúc nước rút đi thì lại phơi bày những cảnh tượng mỗi lúc một thêm thương tâm. Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã thống kê được 243 người chết và mất tích và đang tiếp tục thống kê nữa. Phóng sự mới thực hiện sáng nay của các phóng viên Đài Truyền hình Huế. Cùng với nhiều đoàn cứu hộ tỏa đi các hướng trọng điểm trong tỉnh, đoàn tỉnh ủy Thừa Thiên Huế do đồng chí Phan Công Tuyên làm trưởng đoàn, cùng với bộ đội biên phòng vượt lũ ngược lên đầu nguồn sông Hương cứu hộ cho đồng bào bị lũ quét, chia cắt lâu ngày. Hai bên triển sông Hương, vùng Thủy Biền, Hương Hồ, Hương Thọ, lũ quét đã san bằng hầu hết nhà cửa và hoa màu, cây ăn trái. Hôm nay đã là ngày thứ 5, người dân ở đây vẫn không có điện nước, nhà cửa vẫn chìm trong biển nước. Nhìn những cảnh vật tang thương, những tiếng kêu xin lương thực, dầu hỏa, thảm thiết, tất cả những gì có được trên chiếc xuồng máy, các đồng chí đều phân phát và động viên người dân gánh chịu đựng, vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, không để cho thiệt hại này chồng chất thiệt hại khác, nhất là về con người. Đặc biệt trong chuyến cứu hộ này, đoàn quyết tâm đến với những ngôi nhà bị nước ngập nặng. Trong đó có 57 em học sinh và 2 thầy giáo bị nước lụt giữa dòng nước ở thượng nguồn sông Hương thuộc địa phận huyện Hương Trà, không có lương thực, không có nước uống. Tất cả học sinh được 2 thầy giáo đưa chạy lên đồi giữa trời mưa gió. Số phận thật mong manh trước cơn lũ hung tợn. Và cũng thật thảm thiết khi cảnh màn trời chiếu đất, mưa lũ dội về không ngớt, tất cả tài sản của người dân đều cuốn trôi. Họ chỉ còn lại những gốc cây, bụi cây xác xơ và trên mình họ với bộ quần áo rất mỏng manh ngâm trong nước rất nhiều ngày. Đoàn cứu hộ đến tận gia đình có thân nhân bị chết trong lũ đã gần 5 ngày mà thi hài vẫn chưa có cách gì mai táng vì nước ngập quá sâu. Người thân trong nhà kể lại trong nỗi đau tràn trề, may mà còn giữ được xác vì đã buộc xác vào cột nhà. Qua 2 ngày cứu hộ bằng cano ở một số xã đầu nguồn sông Hương, thiệt hại ở các vùng vô cùng to lớn, hầu hết 85% nhà cửa bị sập trôi hoàn toàn, 100% người dân bị thiếu đói, mọi tuyến giao thông đường bộ, đường thủy đều bị chia cắt, cô lập hoàn toàn. Trước tình hình đó, chúng ta cần phải khẩn cấp ưu tiên cứu trợ cho những người dân ở vùng thượng nguồn sông Hương nhằm hạn chế tối đa sự thiệt hại về người. Thật là khó mà cầm được nước mắt trước những cảnh tượng như thế này. Chắc quý vị và các bạn cũng còn nhớ là tại Thừa Thiên Huế hiện nay có 2 đoàn công tác của chính phủ đang trực tiếp phối hợp chỉ đạo công tác cứu hộ. Các phóng viên Đức Quang và Nguyễn Tuấn vẫn luôn bám sát hoạt động của đoàn Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm. Chúng tôi xin nối điện thoại với anh Đức Quang. Thưa anh Đức Quang, trước hết sáng nay khi đi theo đoàn của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm, anh đã chứng kiến tình cảnh của bà con như thế nào và tại đó Phó Thủ tướng đã chỉ đạo giải quyết những công việc gì? Thưa anh Lâm và kính chào khán giả xem truyền hình. Đoàn công tác của chính phủ do Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm dẫn đầu cùng đoàn cứu trợ của Thừa Thiên Huế và anh em phóng viên chúng tôi đã trải qua một bữa cơm trên tàu trên đường đi thực địa, gồm có cơm nắm muối vừng. Và mở đầu buổi sáng hôm nay thì đoàn công tác đặc biệt của chính phủ đã đến thăm hỏi động viên và cán bộ công nhân viên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế.
Trong những ngày mưa bão lũ vừa qua thì bệnh viện đã tiếp nhận khoảng 1.000 đến 1.200 bệnh nhân cấp cứu do bão lụt gây ra, đỡ đẻ cho 60 ca an toàn, không để xảy ra trường hợp đáng tiếc nào, mặc dù cũng bị ảnh hưởng nặng nề và ngập úng. Nhưng hơn 100 cán bộ công nhân viên bệnh viện và 100 cán bộ nhân viên từ các vùng trong tỉnh đã phục vụ tự nguyện cả ngày và đêm để cấp cứu bệnh nhân. Các bác sĩ có lúc phải bóp tay vài ngày liền cho các bệnh nhân thở oxy và phẫu thuật trong điều kiện ngập lụt không có điện. Đây là những thành tích tuyệt vời trong gian khó đã được Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm ghi nhận, khen ngợi kịp thời. Tại Huế thì Phó Thủ tướng đã chỉ đạo giải quyết những công việc gì ạ? Vâng, thưa anh Lâm. Tiếp đó thì đoàn đã đi thực tế và bị ngập lụt nặng trong tỉnh Thừa Thiên Huế. Đích thân Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thì hôm nay đã xuống tận cơ sở và trao tượng trưng những gói quà cứu trợ tới tay người dân. Có thể nói công việc bây giờ trước mắt là Phó Thủ tướng đã chỉ đạo là tất cả bằng mọi lực lượng, vì thời tiết đã tốt rồi một chút, để đưa quà đến tận tay người dân càng sớm càng tốt. Và có thể nói thì đến nay thì hàng trăm thước phim đã quay và hàng ngàn bài báo đã viết, nhưng có lẽ thì vẫn không thể tả hết, không thể kể hết những thiệt hại mất mát về người của và hoa màu của đồng bào miền Trung nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung, tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt lũ lần này. Anh Đức Quang có thể nói thêm là anh đang đi ở đâu không ạ, và cảnh tượng chung quanh bây giờ như thế nào ạ? Chúng tôi thì bây giờ đang đứng trước ở một địa phương Thuận An, trên cầu Thuận An, và xung quanh chúng tôi thì nước vẫn rất là mênh mông. Và còn riêng cảm nhận của chúng tôi thì khi được chứng kiến tận mắt những cảnh thương tâm và mất mát này thì cũng không thể nói hơn và không thể tả hơn được điều gì nữa. Hôm nay thì bầu trời Thừa Thiên Huế đã bắt đầu hửng nắng, nhưng đêm hôm qua một trận mưa xối xả kéo dài cả đêm chắc sẽ làm tăng thêm phần vất vả của đồng bào do tiếp tục ngập lụt. Có thể nói cái đói cái rét và cái khổ của bà con sẽ còn kéo dài thêm nhiều ngày nữa, vì mưa vẫn có thể tiếp tục. Hiện tại thì các lực lượng cứu hộ đã khẩn trương tới các nơi ngập lụt nặng của tỉnh Thừa Thiên Huế để kịp thời tiếp tế lương thực thực phẩm, cứu đói tạm thời cho bà con. Hơn lúc nào hết, đồng bào miền Trung đang từng phút từng giờ mong mỏi sự yêu thương đùm bọc của đồng bào và nhân dân cả nước để sớm vượt qua nỗi đau khổ mất mát này. Thưa anh Lâm. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Đức Quang. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay trong chương trình sự kiện và bình luận, chúng tôi cũng đã có cuộc trao đổi trực tiếp qua cầu truyền hình với ông Ngô Yên Thi, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế. Xin mời quý vị và các bạn nghe lại những ý kiến của ông Ngô Yên Thi, đặc biệt là ý kiến về kế hoạch phối hợp hành động trong tương lai giữa các tỉnh miền Trung để nhằm giảm thiểu thiệt hại và tránh tình trạng cứu trợ cũng như phòng hộ cục bộ như hiện nay. Trong cái lũ lụt ở Thừa Thiên Huế và nhất là trong cả miền Trung này thì Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Chính phủ, bên nhà nước cũng như Quốc hội và các bộ ngành rất là quan tâm chỉ đạo, kể cả tăng cường lực lượng vật chất, các phương tiện để cứu hộ, đồng thời cũng theo dõi cái tình hình rất sát để chỉ đạo hàng ngày, nắm thông tin hàng ngày về cái khắc phục cũng như là về cứu trợ nhân dân. Trong cái phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư tại hội nghị Trung ương lần thứ 8 này thì tôi có theo dõi thì thấy rằng là cái phát biểu là rất đúng, và kể cả khi đồng chí điền về để gặp trực tiếp với tôi để trao đổi cái tình hình và chỉ đạo tình hình thì đồng chí cũng có lưu ý cái tình hình mà bị lũ lụt ở miền Trung. Và thường thường cái lũ lụt lớn như thế này thì các tỉnh thường bị chia cắt và không ứng cứu cho nhau được, cho nên cái ý kiến suy nghĩ của chúng tôi ở địa phương rồi đây sẽ trong cái xử lý khắc phục cái hậu quả của lũ lụt thì cũng có một cái đề xuất, cái phương án nên tổ chức hình thành những cái điểm mạnh, kể cả phương tiện cứu hộ ở một số điểm mà nhất là ở các cái tỉnh mà thường hay diễn ra lũ lụt á, thì lúc đó khi có lũ lụt như thế này thì mới ứng cứu kịp. Chứ còn khi lũ lụt lớn như thế này thì thường thường là chia cắt tất cả các cái tỉnh, không có thể là ứng cứu kịp. Ngay cái ngày mùng 2 và kể cả mùng 3, mặc dù Trung ương đã chi viện máy bay trực thăng, nhưng mà đầu tại Đà Nẵng cũng như là Sơn Vinh thôi, chứ không thể đến Thừa Thiên Huế được, bởi vì lúc đó mưa gió rất là lớn. Và kể cả các cái phương tiện thủy đó, và cái sức đẩy nó yếu thì cũng không thể là vượt qua cái cơn lũ để mà cứu hộ dân được. Cho nên chính vì vậy chúng tôi cho rằng là phải có những cái điểm thực mạnh mới cứu hộ được, mới khắc tìm chúng được cái khắc phục được cái cứu trợ dân, cứu hộ dân khi mà cái lũ lụt nó diễn ra. Những cái điểm mạnh đó thì một phần là do các địa phương phải chuẩn bị, đồng thời cũng có cái chi viện của Trung ương, bởi vì hiện nay cái lực lượng của địa phương cũng rất mỏng và yếu, cho nên là chưa đủ sức để vượt qua những cái cơn lũ lớn như thế này mà cứu hộ cho nhân dân.
Vừa rồi là ý kiến của ông Ngô Yên Thi, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại tỉnh Nghệ An, suốt đêm hôm qua và cả sáng hôm nay, nhiều cơ quan đơn vị trong tỉnh đã chủ động khắc phục mọi khó khăn về thời tiết, sử dụng các phương tiện vận chuyển hàng hóa vào các tỉnh bị lũ lụt. Chúng tôi xin trích đọc báo cáo chuyển ra từ tỉnh Nghệ An. Đoàn xe chở 300 tấn gạo của công ty lương thực xuất phát từ sáng mùng 5 tháng 11 đang trên đường tới tỉnh Quảng Trị. Đoàn xe của bộ đội biên phòng tỉnh chở 2 tấn gạo, 2 tấn mì ăn liền, 2 chiếc cano, bưu điện tỉnh chở 2 máy phát điện, 200 máy điện thoại, 20 kg cáp trị giá trên 300 triệu đồng. Công ty xăng dầu chở 5 xe hàng cũng kịp xuất phát sáng nay. Bệnh viện quân y 4 của quân khu 4 cử 36 y tá bác sĩ mang theo cơ số thuốc trị giá 60 triệu đồng, gồm các thuốc kháng sinh, phòng dịch v.v. đã lên đường sáng nay, chưa kể 2.000 túi thuốc cứu nạn đã được chuyển đi trước đó. Phải nói là khắp nơi trong cả nước, tất cả mọi ngành, mọi cấp đều đang có những cố gắng lớn để ứng cứu cho miền Trung. Và sau đây là tổng hợp sơ bộ của chúng tôi về những hoạt động đóng góp, quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung cứ mỗi ngày một nhiều ở khắp cả nước. Trong khi các tỉnh miền Trung vẫn đang tiếp tục bị mưa lũ tàn phá nặng nề, hàng triệu người vẫn đang phải giằng co giữa sự sống và cái chết. Toàn thể đồng bào trong cả nước vẫn đang theo dõi sát sao diễn biến tình hình và bằng nhiều hình thức đã khẩn cấp chi viện những lực lượng cứu hộ, cứu trợ. Nhanh chóng chia sẻ những mất mát và tổn thất nặng nề mà người dân ở đây đang phải gánh chịu, liên tiếp những đợt quyên góp khẩn cấp hàng hóa, tiền của đông đảo bà con, các tổ chức ban ngành vẫn đang được huy động. Cán bộ công nhân viên các cơ quan trung ương Đảng quyên góp đợt 1 được 150 triệu, trong đó Tổng công ty An Phú thuộc Ban Quản trị Trung ương quyên góp được 65 triệu. Cán bộ công nhân viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã quyên góp được 36 triệu đồng. Cán bộ công nhân viên Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia đã quyên góp được 12 triệu. Hội Chữ thập đỏ các tỉnh thành đã kịp thời gửi về Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam gần 300 triệu đồng. Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam trích 150 triệu giúp trẻ em vùng bão lụt miền Trung đang gặp mưa lũ. Tổng cục Hậu cần cũng đã gấp rút huy động được 670 triệu cùng nhiều hàng hóa khác. Tổng cục Xây dựng lực lượng trực thuộc Bộ Công an đã quyên góp được 51 triệu đồng. Cán bộ chiến sĩ Hải quân 3 đã nhanh chóng triển khai lực lượng cứu hộ bà con bị nạn và quyên góp bước đầu được 14 triệu và nhiều thuốc men, quần áo khác. Cũng ngay trong sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Hà Nội tiếp tục nhận được 600 triệu đồng ủng hộ bà con miền Trung. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh tính đến hết ngày hôm qua đã nhận được hơn 2 tỷ đồng và nhiều thuốc men, lương thực, thực phẩm khác. Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ủng hộ 300 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên cũng đã nhận được 100 triệu đồng. Nơi địa đầu đất nước, tỉnh Hà Giang quyên góp được hơn 200 triệu đồng, tỉnh Lạng Sơn 150 triệu đồng, tỉnh Yên Bái 150 triệu đồng, tỉnh Sơn La là 200 triệu, tỉnh Tuyên Quang 112 triệu, tỉnh Phú Thọ 150 triệu đồng, tỉnh Hải Dương 150 triệu đồng, tỉnh Nam Định 600 triệu, tỉnh Nghệ An đã huy động được gần 1 tỷ để ủng hộ người dân trong vùng ngập lụt. Tỉnh Tiền Giang sẽ kéo dài đợt vận động đến hết tháng 11, bước đầu đã gửi ngay 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung đang gặp lũ lụt. Tỉnh Ninh Thuận giúp đỡ hơn 100 triệu đồng. Phía cực Nam Tổ quốc, tỉnh Cà Mau đã ủng hộ 350 triệu đồng, Bến Tre 190 triệu đồng, tỉnh An Giang là 300 triệu, tỉnh Đồng Nai 100 triệu đồng, tỉnh Phú Yên, nơi gần kề với vùng bị lũ lụt và là địa phương chịu ảnh hưởng của cơn áp thấp nhiệt đới cũng đã nhanh chóng quyên góp được 110 triệu. Các lực lượng ban ngành địa phương cũng đang gấp rút mở những cuộc phát động giúp đỡ bà con bị bão lũ. Công ty cao su Dầu Tiếng trích quỹ phúc lợi của công nhân ủng hộ 100 triệu đồng. Công an tỉnh Vĩnh Phúc ủng hộ 55 triệu đồng. Trường Đại học Biên phòng ngay trong buổi phát động đầu tiên đã nhận được 71 triệu đồng và 300 bộ quần áo. Điện lực Thanh Hóa ủng hộ 69 triệu, Hợp tác xã Công nghiệp Tiến bộ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ủng hộ 23 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Hạnh ở phố Tôn Đức Thắng, thành phố Hà Nội đã ủng hộ 15 triệu bao gồm tiền, thực phẩm và quần áo. Cũng trong sáng nay, 5 tấn hàng hóa bao gồm lương thực, thực phẩm, thuốc men, v.v. từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã lên đường đến với đồng bào miền Trung đang khốn khó. Miền Trung, nơi vẫn thường được ví như khúc giữa, nối liền hai bờ đất nước, vốn đã nghèo khó, nay lại càng mong manh hơn trong cơn hoạn nạn. Bão lũ vẫn tiếp tục bào xé những gì còn sót lại ở đây. Sức lực và của cải người dân ở đây vẫn đang tiếp tục bị vắt cùng kiệt. Nhưng miền Trung không hề đơn phương mà được đông đảo đồng bào trong cả nước cùng nhau chia sẻ. Đó là những nghĩa cử cao đẹp, đáng trân trọng hơn bao giờ hết. Và trong số hàng chục vạn con người vẫn đang tiếp tục quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung có cả những tấm lòng rất đáng quý của các khán giả nhỏ tuổi. Chúng tôi đang cầm trong tay thư của cháu Phạm Trung Đức, lớp 3A, trường tiểu học Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Kính gửi các bác và các cô chú trên đài truyền hình Trung ương, nghe tin các tỉnh miền Trung bị lũ lụt, cháu xin trích tiền ăn sáng của cháu nhờ các bác và các cô chú trên đài truyền hình giúp cháu gửi một phần nhỏ bé của cháu để cứu giúp đồng bào ở các tỉnh miền Trung đang bị lũ lụt 50.000 đồng. Cháu xin cảm ơn các bác, các cô, các chú trên đài truyền hình Trung ương. Cháu Phạm Trung Đức, lớp 3A, trường tiểu học Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Và để gửi được 50.000 đồng này đến tay chúng tôi, đến tay đài truyền hình Việt Nam, cháu Phạm Trung Đức đã bỏ tờ 50.000 đồng vào một phong bì thư gửi thư bảo đảm hết 10.000 đồng. Thưa quý vị và các bạn, sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần thời sự quốc tế.
Kính chào quý vị và các bạn. Tương lai chính mức cao trên báo động 3 khoảng 0,25 mm. Theo dự báo của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, mưa có thể ngớt vào buổi trưa, những đám mây lớn vẫn chưa vào Huế và có khả năng chiều tối nay các tỉnh này vẫn có mưa vừa đến mưa to. Hiện nay có một vùng thấp đang hoạt động từ Nghệ An trở vào, do đó mưa chuyển trọng tâm ở Quảng Bình, Quảng Trị. Dự báo tối nay ở đây sẽ có mưa vừa đến mưa to, ngoài khơi có mưa dông và tố lốc. Mực nước ở các sông Quảng Bình lại lên trên báo động 3. Cụ thể thời tiết các khu vực như sau. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa, mưa vừa có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây có mưa, phía Bắc có mưa vừa có nơi mưa to, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Tây Nguyên nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa và dông, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6 biển động, trong cơn dông có gió giật trên cấp 6. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7 biển động và đề phòng có tố lốc. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7 biển động, phía Nam gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.